Rồi công thức kế tiếp dành cho người từ 40 tuổi trở lên đây ạ. Là 40 tuổi trở lên rồi chúng ta sẽ thực hành 5 phút 30 giây. Và khi thực hành cần mở mắt giữ mình trong trạng thái tỉnh thức và điều phối năng lượng nha. Và đây cái câu đọc, cái câu giống như câu mở khóa đây ạ. Mật mã hợp nhất energy chống đồng băng tầng lớp 3 trở về thời kỳ thanh xuân lúc bao nhiêu tuổi đó. Thì Trang ví dụ mình muốn trở về lúc 16 tuổi thì mình sẽ đọc là hợp nhất energy chống đồng băng tầng lớp 3 trở về thời kỳ thanh xuân lúc 16 tuổi, đọc một lần thôi. Và bước 2 là hợp nhất lần 1 hình dung năng lượng từ ngoài không gian đi thẳng vào não bộ và toàn bộ cuộc sống. Hợp nhất lần 2 hình dung năng lượng từ ngoài không gian đi thẳng vào toàn bộ phần khung xương trong cơ thể. Hợp nhất lần 3 là hình dung năng lượng từ ngoài không gian đi vào toàn bộ cơ thể từ đầu đến chân. Mỗi lần hợp nhất từ 3 đến 5 giây một lần. Và bước 3 là liên tục tập trung truyền tải năng lượng để có sự ấm áp từ não bộ đến toàn bộ cuộc sống cho đến khi chuông báo chấm dứt. Nha, vẫn giống tương tự như cái công thức kích thích tế bào gốc thôi. Công thức trở lại tuổi thanh xuân dành cho người 40 tuổi trở lên. Thời gian 5 phút 30 giây. Đọc thầm: hợp nhất energy chống đồng băng tần lớp 3 trở về thời kỳ thanh xuân lúc 20 tuổi. Hợp nhất lần 1. Hình dung năng lượng từ ngoài không gian đi thẳng vào não bộ và toàn bộ cột sống. Hợp nhất lần 2. Hình dung năng lượng từ không gian đi thẳng vào toàn bộ phần xương trong cơ thể. Hợp nhất lần 3. Hình dung năng lượng từ ngoài không gian đi thẳng vào toàn bộ cơ thể từ đầu đến chân. Liên tục tập trung sự truyền tải năng lượng để có được sự ấm áp từ não bộ đến toàn bộ cột sống cho đến khi chuông báo chấm dứt.